nam mô đại từ đại bi từ phụ a di đà phật kinh bạch cô giáo kinh Bạch tất cả đại chúng à, hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ Phật pháp à, nguyên Thái xin uh, chia sẻ tiếp tục chia sẻ cái đề tài là uh, chín phẩm vạn Sân à, thì uh, bữa trước chúng ta đã nói tới uh, uh, hai phẩm là hà phẩm hà sân và hà phẩm trung sân à, bây giờ chúng ta tiếp tục học là hà phẩm thường sân trên kinh đức phật nói rằng phật bảo a nan và vi đề hy hà phẩm thường sân hoặc có chúng sân làm các nghiệp ác tuy chẳng phị bản kinh điển phương đẳng kẻ ngu như thế tạo nhiều ác pháp chẳng hề hộ thèn lúc sắp mất gặp thiền tri thức bảo cho biết tên gọi tựa đề của 12 thể loại kinh điển đại thừa do nghe tên cả kinh như thế trừ ác nghiệp cực nặng trong ngàn kiếp bực tỷ dạ là dạy chắp tay xưng niềm nam mô a di đà phật do xưng dân hiệu phật trừ tội trong năm mươi kiếp sân tử lúc bảy giờ đức phật ấy liền sai hỏa phật hỏa quản thể âm hỏa đại thể chỉ tới trước hành giả khen rằng Thiền nam tử do ông xưng danh hiệu phật nên các tội tiêu diệt ta đến đón ông nói lời ấy xong hành giả liền thấy quang minh của hỏa phật chiếu khắp cả nhà của chính mình thấy rồi bèn hoan hỷ liền màng chung ngồi trên hoa sen bảo theo sau hỏa phật sân trong ao bảo trải qua 49 ngày hoa sen mới nở ngay trong lúc hoa nở đại bi của thế thể âm bồ tát và đại thể chỉ bồ tát phóng quang minh to lớn ở trước người ấy vì người ấy nói 12 bộ kinh rất sâu nghe rồi tin hiểu Pháp vô thường đạo tâm trải qua 10 tiểu kiếp tròn đủ bất pháp minh môn được nhập sơ địa đó gọi là hà phẩm thường sanh. À chúng ta thấy rằng là hà phẩm hà sân là những người tạo tội ngụ nghịch thập ác lâm chung niệm 10 câu phật hiểu liên tục thì được vạn sân hà phẩm hà sân còn hà phẩm trung sân là những người phá giới rồi trộm cắp ở trong Phật pháp tức là trộm cắp vật của tam bảo, trộm cắp vật của tăng, rồi thuyết pháp bất tình thuyết pháp, tức là đại khái là tạo những cái lỗi ở trong đạo tràng thì lúc lâm chung được thiền tri thức khuyên bảo mà niệm Phật được vạn sân hà phẩm trung sân còn Hà phẩm thường sân là những người tạo nghiệp ở thế gian không? Tức là làm cả cái nghiệp ác như sát sân, này, trồn cắp, này, tà dâm, này, nói dối này Ham sân si này không? Nhưng mà người này là không tạo, không phỉ bản Phật Pháp Thì Đức Phật Ngài nói rằng Lúc sắp mất gặp thiền trí thức khai thị cho biết tên gọi tựa đề của 12 thể loại kinh điển đại thừa do nghe tên các kinh như thế trừ ác nghiệp cực nặng trong ngàn kiếp bực trị giả là dài chắp tay xưng niệm nam mô a di đà phật do xưng dân hiệu phật từ trừ tội trong 50 ức kiếp sân tử lúc bây giờ đức phật liền sai hỏa phật hỏa quản thể âm Hóa đại thế chí tới trước khẩn giả khen rằng thiền nam tự do ông xưng danh hiểu Phật nên các tội tiêu diệt ta đến đón ông. Cái người mà tạo cả cái nghiệp ác của thế gian như vậy, lúc lâm chung gặp được thiền tri thức chị dạy nói về cả kinh ở trong Phật pháp và khuyên niệm Phật, thì người này chịu niệm Phật tin tưởng thì Đức Phật liền sai hỏa Phật hỏa quán thế âm Bồ Tát hỏa đại thể Chí. tới trước người đó nói rằng do ông xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt ta đến đón ông khi mà nói lời ấy xong thì người đó thấy ánh sáng của Phật chiếu khắp cả nhà thấy rồi liền hoan hỷ và màng chung ngồi trên hoa sen theo Phật sân trong ao bảo trải qua 49 ngày hoa sen mới nở người mà hà phẩm thường sân là 49 ngày thì hoa nở còn người mà hà phẩm hà sân là phải 12 đại kiếp hoa mới nở à, còn cái người mà hà phẩm trung sân là, là sáu kiếp à, hoa mới nở à. và ngay trong lúc hoa nở thì ngài quản thế âm ngài đại thế chí à, phóng đại hào quang ở trước người đó nói pháp cho người đó nghe nghe rồi thì người đó phát bồ đề tâm À, gọi là nghe rồi tin hiệu phát vô thường đạo tâm tức là phát vô thường bồ đề tâm tức là phát tâm cầu thần phật à, Trên tên thì cầu thần phật giữa thì đồ chúng sanh à, à. trải qua 10 tiểu kiếp tròn đủ bất pháp minh môn được nhập sơ địa à. người này trải qua 10 kiếp 10 tiểu kiếp thì được minh tâm kiến tánh à và nhập vào sơ địa bồ tát trong thập địa thì sơ địa tức là quả vị đầu tiên trong 10 địa cho nên là chúng ta thấy rằng đó là ba cái phẩm bậc hà à, hà phẩm hà sân hà phẩm trung sân và hà phẩm thường sân ba cái phẩm này đều là những người ác nhưng mà lúc lâm chung may mắn gặp được thiền tri thức khai thì khuyên bảo nghe rồi tin hiểu chiều niệm phật thì sẽ được vạn sân về hà phật tuy nhiên chúng ta nghe nói như vậy rồi không phải là mình ý ý không? cái người mà họ tạo nghiệp mà lúc lâm chung mà họ gặp được thiền tri thức cái người như vậy là rất là hiếm đa phần là tạo nghiệp là lâm chung là đòa là còn cái người mà lúc lâm chung mà gặp được thiền tri thức là người này mặc dầu đời này họ chưa tu nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp được họ tu rồi cho nên họ mới có cái may mắn như vậy và người triệu người chỉ có được vài người thôi không có nhiều còn chúng ta mà y như vậy thì chưa chắc lúc lâm chung chúng ta được gặp được thiền tri thức cho nên chúng ta may mắn chúng ta nghe được pháp môn niệm Phật này rồi thì chúng ta phải đoàn tất cả tu tất cả thiền. Phát nguyện làm lời là cái tất cả chúng sanh. Để lúc lâm chung mình không có chướng ngài, mình được từ tài vạn sân. Rồi tiếp theo là ba cái phẩm bực trung. Thứ nhất là trung phẩm hà sân. Đức Phật ngài nói rằng á, trung phẩm hà sân là nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân hiểu dưỡng cha mẹ làm truyền nhân từ trong cõi đời khi người ấy mang chung gặp thiền tri thức vì người ấy rộng rãi vì người ấy nói rộng rãi những sự vui thú trong cõi nước của a di đà phật cũng nói 48 mươi tám nguyền của tỳ kheo pháp tạng nghe xong qua đời vị như trong khoảng tráng trị co duỗi cánh tay liền sân về tây phương cực lạc thế giới trải qua bảy ngày gặp quán thế âm và đại thế chí nghe pháp hoan hỷ đắc tu đào hoàn qua khỏi một tiểu kiếp thần a la hán đây là trung phẩm hà sân trung phẩm hà sân là người thiền người thiền thế gian tức là người này là chưa biết phật pháp người này chỉ sống ở thế gian là hiểu dưỡng cha mẹ rồi làm chuyện nhân từ ở thế gian tức là người này là người thiền mà góc của thiền là gì đó chính là hiểu. mình có hiếu thì mới là thiền được còn bây giờ chúng ta đi làm việc thiền này việc thiền nó nhưng mà chúng ta bất hiểu về cha mẹ thì chúng ta vẫn là người ạ tại vì hiểu là gốc của thiền mà bây giờ chúng ta không có hiểu thì làm sao chúng ta thiền được cha mẹ của chúng ta mà chúng ta không thương thì làm sao chúng ta thương được người khác đúng không cho nên là người thiền là người có hiểu cho nên là cái người đó là hiểu dưỡng cha mẹ Hiểu tức là tâm cung kính Dưỡng tức là hùng dưỡng Nuôi dưỡng cha mẹ Lo cơm ăn áo mặc Cho cha mẹ Về cái tâm cung kính Thì gọi là hiểu dưỡng cha mẹ Rồi làm chuyện nhân từ trong thế gian Làm những cái việc thiền Việc lần nỗ lực Tu thiền đoàn ạ à, làm tất cả các việc lần người ấy lúc lâm chung thì gặp thiền tri thức vì người ấy nói rộng rãi những sự vui thú trong cõi nước của a di đà phật lúc lâm chung thì gặp được thiền tri thức là nói về thế giới tây phương cực lạc và nói bốn mươi tám nguyền của tỳ kheo pháp tà Tỳ kheo Pháp Tạm đó là tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Lúc mà Ngài Pháp tâm tu, thì Ngài cũng là một vị tỳ kheo. Ngài phát ra 48 lời nguyện để cứu đồ chúng sanh Và bây giờ, những cái nguyện của Ngài đã hoàn thành. Ngài kiện tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp diện tất cả chúng sanh về đó tu hành. Và khi mà người đó nghe xong, tin tiếp nhận và niệm phật cầu sân cực lạc thì người đó trong một cái khuẩn khắc giống như duỗi cánh tay thì người đó liền sân về tây phương cực lạc thế giới trải qua bảy ngày thì hoa sen nở. và gặp được quán thế âm đại thế chí nghe pháp hoan hỷ đắc quả tu đào hòa qua khỏi một tiểu kiếp thần a la hán à. cho nên phẩm vị mà càng cao thì hoa sen nợ càng sớm à. mình thấy rằng hà phẩm hà sân là phải 12 đại kiếp hoa sen mới nợ hà phẩm trung sân 6 kiếp hoa sen mới nợ còn hà phẩm thường sân thì 49 ngày hoa sen mới nở. Còn trung phẩm thường sân chỉ 7 ngày là hoa sen nở rồi. Gặp được ngài quản thế âm và đại thể chỉ rồi. Ừ. Rồi các ngài nói pháp nghe xong hoan hỷ liền đắc quả tu đà hoàn. Tu đà hoàn tức là quả vị đầu tiên trong bốn quả vị thân văn. Ừ gọi là nhập lưu quả vị này gọi là nhập lưu nhập vào dòng thân và qua khỏi một tiểu kiếp thì thần a la hán a la hán tức là quả vị thứ tư trong tứ quả thân văn rồi thứ năm là gì trung phẩm trung sân trung phẩm trung sân là nếu có các chúng sân trong một ngày một đêm Tì mặt quan tai giới hoặc một ngày một đêm tỳ xa di giới hoặc một ngày một đêm Tì cù túc giới oai nghi chẳng khuyết dùng công đức này hồi hướng nguyện sân về cõi cực lạc do giới hương huân tu Thành giả như thế lúc sắp màn chung thấy a di đà phật và các quyển thuộc hỏng quang minh sắc vàng cầm hoa sen bảo đến trước hành giả hành giả từ nghe trong hư không có tiếng khen người rằng này thiền nam tử Thiền nhân như ông tùy thuận lời dạy của tam thể chư phật nên ta đến đón ông hành giả từ thấy ngồi trên hoa sen hoa sen liền khép lại sân trong tây phương cực lạc thế giới ở trong ao bảo trải qua bảy ngày hoa sen mới nở hoa nở rồi chắp tay tán thán đức thế tôn nghe pháp hoan hỷ đắc quả tu đào hoàn trải qua nửa kiếp chứng quả a la hán đây là trung phẩm trung sân trung phẩm trung sân là bắt đầu là mới là người tu chúng ta còn từ mà trung phẩm hà sân trở xuống là người đó là chưa tu người ác còn bắt đầu người tu mới là trung phẩm trung sanh không à, là người này á, là hoặc là một ngày một đêm trì bát quan tai giới hoặc là một ngày một đêm trì xa di giới hoặc là một ngày một đêm trì cù túc giới oai nghi chẳng khuyết dùng công đức này hồi hướng nguyện sanh về cực lạc tức là chúng, chúng ta tu bà quan ta giới một ngày một đêm hoặc là à, tỳ sa di giới hoặc là tỳ cù túc giới tức là giới tỳ khéo. À, cù túc giới tức là giới tỳ khéo. sa di giới tức là giới của sa di còn bát quan ta giới tức là tạm giới à, bát tức là tạm tạm giới còn mà cái giới không ăn phi thời nữa là chỉnh giới à, thứ nhất là là không sát sân thứ hai là không trộm cắp thứ ba là không dâm dục thứ tư là không nói dối thứ năm là không uống rượu thứ sáu là không đeo vòng hoa và thoa ướp thương vào mình Đúng không? thứ bảy là không ca múa sướng hát và cổ đi xem nghe thứ tám là không ngồi nằm giường cao rồng lớn thứ chín là không ăn phi thời tức là bạc quan tài giới là dành cho người tài gia phát Nguyên tu hành xuất gia một ngày một đêm à, chỉ một ngày một đêm thôi hai bốn tiếng đồng hồ thôi nhưng mà nguyên hải thấy là đa phần á bây giờ chúng ta thò giới bà quan trai giới nhưng mà chúng ta đa phần chúng ta không hiểu thò xong đúng có dự ví dụ như đi thò giới bà quan trai giới mà tô son tô phận là coi như là xong thò giới bà quan tai mà về rồi mở tivi lên coi à, à lắng dự giới rồi về rồi ăn phi thời à, cho nên đa phần là chúng ta không hiểu chúng ta phải nhớ thò giới bà quan tai là chúng ta phát nguyện xuất gia một ngày một đêm cho nên chúng ta phải giữ tạm giới Cộng thêm cái giới không ăn phi thời này là chính Không sạch sân, không trồn cắp, không dâm dục Không nói dối, không uống rượu Không có trang điểm Đeo vòng hoa và thoa ướp Hương vào mình tức là trang điểm Rồi không ca múa sướng hát và cổ đi xem nghe Một ngày một đêm chúng ta có ca múa sướng hát và coi phim coi, coi mùa hát à. rồi không nằm giường cao rộng lớn và không ăn phi thở à. một ngày một đêm chúng ta tu thân tình chúng ta mới có công đức thì chúng ta cầu sân cực lạc thì chúng ta mới về được trung phẩm trung sân tức là chúng ta giữ giới bà quan ta rồi mà oai nghi của chúng ta đầy đủ nữa không có khiếm khuyết nữa một ngày một đêm này chúng ta tu hành thân tình dù như không dùng điện thoại này không nói thì phi này một ngày một đêm này chúng ta miên mật thân tình dự giới bát quan trai chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu sân cực là thì chúng ta sẽ được trung phẩm trung sân hoặc là giới sa di sa di là dành cho người mới xuất gia Đó. thì giữ 10 giới sa di trong chính cái giới này à, của bà quan trai này cộng thêm một cái giới không dự tiền nữa gọi là 10 giới sa di à, hoặc là giới cụ túc tức là giới tỳ kheo là 250 giới chỉ dự một ngày một đêm thôi phát nguyện người nào phát nguyện dự một ngày một đêm thôi à, và người này dự oai nghi không khiếm khuyết đầy đủ oai nghi à, nếu như đem công đức này hồi hướng nguyện sân về cực lạc thì do Giới Hương Huân tu, hành giả như thế lúc sắp màng trung, thấy A Di Đà Phật và các quyến thuộc phóng quang minh sắc vàng, cầm hoa sen bảo đến trước hành giả. Hành giả từ nghe trong hư không có tiếng khen người rằng: "Này thiền nam tử, thiền nhân như ông, tùy thuần lời dạy của Tam thể chư Phật nên ta đến đón ông." Người mà chỉ cần tu một ngày một đêm mà quan trai Giới thôi, hoặc là giới xe di hoặc là giới tỳ kheo một ngày một đêm thì người này người này đem công đức đó hồi hướng cầu sanh cực lạc thì lúc lâm chung đó, thấy phật a di đà phóng quang cầm hoa sen đến trước người đó khen người người đó khen người đó là nề thiền nam tử người thiền như ông tùy thuận lời dạy của tam thể chư phật nên ta đến đón ông Chúng ta giữ giới là chúng ta đang tùy thuần lời dạy của ba đời chư Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta giữ giới. Nhưng mà bây giờ chúng ta xin vào cái thời mạt Pháp này. Chúng ta thấy rằng cái thời mạt Pháp này Hòa Thượng Tuyên Hòa Ngài nói rằng biểu hiện của thời mạt Pháp là gì không giữ giới. Tại sao Phật Pháp mạt? Tại vì do chúng ta không giữ giới người tài gia thì cũng giữ năm giới người xuất gia cũng cũng giữ sai di giới tỳ kheo giới làm không được người người thò bà quan trai giới thì lại cũng giữ được chỉ trên hình thức không à cho nên tại sao có nhiều người đi chùa cả đời cứ nửa tháng là thò giới bà quan trai một lần nhưng mà lúc lâm chung tại sao mê hoặc điên đảo tại vì họ chỉ thọ trên hình thức họ không giữ à. còn cái người mà người mà nếu như mà người mà thật sự giữ với bà quan trai một ngày một đêm công đức rất là lớn đem công đức này hồi hướng cầu sân cực lạc người này lúc lâm trung phật a di đà sẽ đến tiếp dẫn người này à. về tây phương cực lạc trung phẩm trung sân à. À. Thần giả từ thấy ngồi trên hoa sen hoa sen liền khép lại người này về cực lạc thì thấy mình ngồi trên hoa sen và hoa sen khép lại sân trong tây phương cực lạc thế giới ở trong ao bảo tại qua bảy ngày hoa sen mới nở người này là ở trong hoa sen bảy ngày thì hoa sen nở hoa nở rồi chắp tay tán thán Đức thể tôn hoa nở thì thấy phật Đận lệ Phật Nghe Pháp hoan hỷ Đắc quả tu đào hòa Tức là đắc sơ quả à. Trải qua nửa kiếp chứng quả A-la-hán Đây là trung phẩm trung sân à. Cho nên chúng ta thấy rằng là trung phẩm trung sân là Là người mà Thò giới một ngày một đêm Thò giới của Phật Một ngày một một đêm Thò giới bát quan tai À, hoặc là giới sa di à, hoặc là giới tỳ kheo chỉ cần một ngày một đêm thôi nhưng mà phải giữ giới giữ giới không có tái phạm rồi phải có oai nghi à, thì người này lúc lâm lúc lâm chung được Phật A Di Đà tới tiếp dẫn về tây phương cực lạc Trung phẩm trung sanh. Tuy nhiên chúng ta chúng ta giữ vậy rồi mà chúng ta phải phát nguyện cầu sân cực lạc nữa. Thế còn nếu như mình cầu sân cực lạc thì chúng ta cũng được vạn sân. Đó chính là trung phẩm trung sân. Cho nên chúng ta thấy rằng á hà phẩm là dành cho người ác. Lúc lâm chung gặp được thiền trí thức khai thì và chiều niệm phật thì người đó sẽ được hạ phẩm còn trung phẩm trở lên thì là người thiền và người tu đó. tuy nhiên chúng ta phải nhớ người ác mà đó. lúc lâm chung phải gặp được thiền tri thức đó. Phải người, và người đó phải tỉnh táo đó. và phải có niềm tin và phải chịu niệm Phật. Thì người đó mới vạn sân được. À. Còn nếu như mà chúng ta mà nghe xong mà không tin. À. Không chịu niệm Phật thì làm sao mà vạn sân. Cho nên quan trọng là chúng ta phải có cái niềm tin. Rồi á. Là cái phẩm tiếp theo là gì? Trung phẩm thường sân. À. Phật a nan và vi đề hy Trung phẩm thường sanh là nếu có những chúng sanh Thọ Trì ngụ giới Trì bát quan ta giới tu hành các giới chẳng tạo ngụ nghịch không phạm các lỗi lầm dùng thiền căn ấy hồi hướng nguyện cầu sân trong Tây Phương cực lạc thế giới khi lâm trung a di đà phật và các tỳ kheo quyển thuộc vây quân hồng quang minh sắc vàng chiếu tới chỗ người ấy diện nói khổ không vô thường vô ngã tàn thán xuất gia được lìa các nội khổ hành giả thấy rồi tâm đài hoan hỷ từ thấy chính mình ngồi trên đài hoa sen quỳ thẳng chắp tay làm lễ đức phật trong khoảng chưa ngực đầu lên liền được vạn sân thế giới cực lạc hoa sen vừa nở đang trong lúc hoa nở nghe các âm thanh tán thản tự đế ngay khi ấy liền đắc quả a la hán tam minh lục thông tròn đủ tám món giải thoát gọi là trung phẩm thường sân à. trung phẩm trung sân là chúng ta giữ giới một ngày một đêm thôi còn cái người mà Cái người mà trung phẩm thường sân là Người đó thò trì ngụ giới cả đời không? Cả đời giữ năm giới Thò tam quy ngụ giới Rồi là Tùy thêm bạc quan trai giới nữa không? Và tu hành các giới Ví dụ như giới xe di giới tỳ kheo mình nguyện dự cả đời không? ví dụ như những người xuất gia à, và người đó chẳng tạo ngũ nghịch Người này không tạo ngũ nghịch Tức là không có tạo Không tạo tội diệt cha, diệt mẹ, diệt A-la-hán à, phá hòa hợp tăng Làm thân Phật trải máu đúng không? Và không phạm các lỗi lầm Tức là người này không làm ác Người này là người thiền phát nguyện thọ trì Tám quy ngũ giới thọ trì bát quan trai giới à, Hoặc là giới sa-di Hoặc là giới à, tỳ kheo và người này là dùng thiền căn ấy hồi hướng nguyện cầu sân trong tây phương cực lạc không người này là đem cái công đức này hồi hướng cầu sân tây phương cực lạc thì người này lúc lâm chung a di đà phật và các tỳ kheo Quyền thuộc vây quân phọng quang minh sắc vàng Chịu tới chỗ người ấy diện nói hộ không vô thường vô ngã Khổ không vô thường vô ngã tức là bốn cái sự thật à, gọi là tự pháp ấn à. ở cái cõi đời này cõi đời này là khổ khổ là thật vui là giả vui là tạm bộ bờ khổ là chân thật rồi thế gian này là không không có cái gì là thật hết đó tất cả đều là giả hết đó rồi tất cả đều là vô thường tức là không có thường không có thường hàng Động à. đồng vật con người chúng ta thì có sân lão bần tử thực vật thì có sân trụ gì diệt còn thế giới thì có thần trụ hoài không cho nên không có gì là thật đấy rồi vô ngã nó không có từ ngã giống như cái thân của chúng ta nếu như mà có ngã thì mình lúc nào cũng trẻ đúng không năng này nó già tức là nó không có ngã nếu như mà mình mà làm trụ được nó Tức là có ngạ. Thì mình muốn lúc nào nó cũng trẻ hết. Lúc nào mình cũng 18 hết. 19 tuổi hết đúng không? Nó không có già. Còn đang ngay nó có già này. Có bần này. Có chết này. Thì nó lắng không có trụ có tệ. À. Cho nên. Là Đức Phật nói. Cho người đó. Về các pháp khổ. Không vô thường vô ngạ. Và tán thán xuất gia. Được lìa các nội khổ. Đúng không? Người mà tu phát nguyện giữ giới là người đó là tu theo hình xuất gia người tạo gia mà tu bà quan trai giới tức là tu hình xuất gia còn người xuất gia mà giữ xa di giới tỳ khéo giới tức là tu hình xuất gia cho nên là phật tán thản hình xuất gia và người đó thấy phật thì sân tâm đài hoan hỷ rồi từ thấy mình ngồi trên đài hoa sen quỳ thẳng chắp tay làm lễ đức phật à. trong khoảng chưa ngừng đầu lên liền được vạn sân thế giới cực lạc trong một khoảng à, rất là ngắn à, thì đã vạn sân thế giới cực lạc à, về cực lạc thì hoa sen vừa nợ à, đang trong lúc hoa nở nghe các âm thanh tán thán tự đế ngay lúc ấy liền đắc quả a la -hán. à, à khi mà hoa nở thì được nghe pháp liền nghe pháp gì pháp tự đế tại vì chúng ta à, tu hành thân văn cho nên chúng ta nghe pháp tự đế à, chúng ta tu bạc quan tay giới này à, dự sai dưới giới này tỳ kheo giới này đó chính là chúng ta tu theo phật pháp tiểu thừa tức là tu hành thân văn à, cho nên à, nghe pháp tự đế chứng quả là hạn tự đế tức là gì tức là bốn cái chân lý Chân lý về khổ. Nguyên nhân của khổ. Và khổ diệt tức là hết khổ. Và phương pháp diệt khổ. Gọi là tự đế, tự diêu đế. Đức Phật ngài nói rằng. Thế gian này là khổ. Sân khổ. Lão khổ. Bệnh khổ. Tự khổ. Cầu không được khổ. Thương nhau mà. Rời xa nhau cũng khổ. Ghét nhau mà gặp nhau cũng khổ. Không cầu bất đắc khổ tức là cầu không được cùng khổ ngụ ấm trí thần khổ tức là nắm ấm nó trí thần cùng khổ rồi khổ khổ Thần khổ hoài khổ 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 tức là gì tức là cái khổ của khổ hoài khổ tức là mặc dù vui nhưng mà cái vui đó nó không tồn tại lâu dài nó từ từ nó biến hoài nó sẽ biến thành khổ Thần khổ tức là gì Tức là cái khổ đó Nó sẽ Biến đổi, thay đổi Nó không phải là thật Cái niềm vui nó không phải là thật Gọi là hình khổ Nguyên nhân của khổ là do gì? Do tham sân si Nếu như chúng ta không có tham sân si Thì chúng ta sẽ không khổ Tại sao chúng ta khổ? Là tại vì do chúng ta có tham Đặc biệt là tham gọi là tập á, tập tức là chúng ta huân tập không chúng ta chấp chúng ta mới khổ đó. ví dụ như chúng ta có đứa con nó chết tại sao chúng ta khổ là tại vì chúng ta chấp vào đứa con đó. nếu như mình chấp thì mình sẽ không khổ tại sao con người ta chết mình mình khổ mà con mình chết mình khổ là tại vì chúng ta chấp vào đứa con của mình đúng không đây là con tôi đây là chồng tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi Đây là tiền của tôi, đây là nhà của tôi Cho nên khi nó mất thì mình mới khổ à. Còn nếu như chúng ta chấp Chúng ta biết rằng tất cả đều là nhân duyên Thì chúng ta sẽ không còn khổ à. Cho nên Đức Phật là lúc mà Ngài nhập Niết Bàn Thì những người nào mà chưa chứng quả Thì sẽ khóc lóc Đau khổ. Còn người nào mà chứng quả A-la-hán trở lên rồi. Thì người đó sẽ rất là bình tịch. Tại vì các ngài thấy rất là rõ. Tất cả đều là nhân duyên. Đó. Có sân thì có tự. Đó. Chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta khổ. Có giải quyết được vấn đề gì không? Không giải quyết vấn đề gì hết. Đó. Thay vì khổ. Thay vì khóc lóc. Thì chúng ta hãy niệm Phật. Hãy làm thiền làm lần hồi hướng cho con của mình nó sẽ tốt hơn còn bây giờ mình mình khóc thì con của mình nó không được cái gì đó, không được lời lạc gì đâu, nó đã khổ rồi bây giờ mình còn khổ nữa thì khổ càng khổ thế, cho nên nó khổ thì mình phải tu tập hồi hướng cho nó để nó được thoát khổ. Người như vậy mới là người có trí tuệ, cho nên là sợ gì mà chúng ta khổ là tại vì do chúng ta chấp. Hiểu như cái thân này cũng vậy. Mình đau tại sao mình khổ. Là tại vì do mình chấp vào cái thân này. À. Còn cái người mà họ không chấp vào cái thân này nữa. Người mà chuyển quả là hạn rồi. Thì cái thân này ai làm gì làm mặc kệ, Nên cái thân này mình chấp càng nặng. Thì mình sẽ càng khổ. Còn mà mình chấp ít. Thì nó khổ ít. Mà không chấp thì nó sẽ không khổ. À. Cho nên khổ là do mình chấp mà ra. Và cái chân lý thứ ba gọi là khổ diệt tức là hết khổ tức là cảnh giới niết bàn cảnh giới không còn tham sân si nữa thì cảnh giới đó sẽ không còn khổ nữa và thứ tư là à, phương pháp diệt khổ là ba mươi bảy phẩm trời đạo là bát chân đạo đó là chúng ta tu tu thân văn thân văn thừa à, à, thì chúng ta sẽ về về à, về trung phẩm thế như tu một ngày một đêm thì trung phẩm trung sân tu à, trọn đời thì là trung phẩm thường sân à. còn mà người nào mà lầm lần làm thiền thì là trung phẩm hạ sân còn người ác à, thì tùy theo cái mức độ ác của họ mà về ba phẩm bậc hạ còn thường phẩm là dành cho những người như, như thế nào dành cho chúng ta À, dành cho những người mà niệm phật này Tri chủ này học theo Đại thừa này hạ Bồ đề tâm này lời lạc chúng sanh này thì sẽ về bực thường thì kỳ sao chúng ta học à, học ba phẩm bực thường còn bực Trung bực hạ là là dành cho những người mà người ác những người mà học theo à, hành thân văn à, Tuy nhiên á à, người ác mà lúc lâm chung mà gặp được thiền tri thức à, à, khuyên bằng họ rồi người đó chịu tin chịu niệm phật những người như vậy là đời này họ không tu nhiều đời nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp được họ tu rồi mình ngọc họ được những người như vậy là những người rất lệ rất lệ ít ít có rất là hiếm chúng ta muốn an toàn muốn chắc chắn thì chúng ta phải nỗ lực đoàn tất cả tu tất cả thiện làm lời lạc cho tất cả chúng sanh tuy nhiên nếu như mà chúng ta mà còn tề còn vợ mình chưa làm được mình làm nỗ lực hết mình rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn sai thì chúng ta phải tin mình vẫn còn cơ hội chúng ta chỉ cần chỉ cần mà chúng ta Đừng bỏ cuộc thì chắc chắn chúng ta sẽ vạn sân. Chỉ sợ là chúng ta bỏ cuộc thôi. Nguyên Thái thấy có nhiều người tu thời gian rồi bỏ cuộc. Niềm Phật thời gian rồi. Không niềm Phật nữa. Ăn chay thời gian rồi. Không ăn chay nữa. À, cầu sân cực lạc thời gian rồi. Bỏ. Nghe người này nói người kia nói. Chúng ta bỏ cuộc thì, thì chúng ta không được vạn sân. Còn cho dù chuyện gì xảy ra. Mà chúng ta không bỏ cuộc chúng ta tin tới cùng niềm tới cùng chúng ta vẫn còn cơ hội vạn sanh. À. ngày xưa có một cái vị tăng đó tên là hùng tuấn ông này là ông đi xuất gia rồi ông hoàn tục ông đi linh xong rồi ông ông về đền thời gian ông vô ông tu lại mà ông tu ông tu giờ tu mà cứ sai mãi à sửa nội làm được đến cái lúc ông chết đi xuống địa âm phủ vua diêm vương cho lĩnh đưa ông vào địa ngục thì ông mới đứng ông mới nói rằng tên của an kinh nói rằng người tạo tội ngụ nghịch lâm chung niệm phật mười niệm còn được vạn sân Tôi mặc dầu Phạm tội nhưng mà chưa đến nỗi phải tạo tội ngủ nghịch Vậy thì tôi niệm Phật Theo trên kinh nói tôi vẫn được vãng sân Nếu như mà tôi không vãng sân Thì mười phương ba đời tất cả chư Phật đều nói dối Ông nói xong ông chặt tay ông niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được 10 câu thì Phật A Di Đà tới. Phật A Di Đà tới và ông được sống lại. Phật A Di Đà cứu ông và ông được sống lại. Từ đó đã đi ông vào núi ông tu bộ năm sau ông ngồi mà vạn sân. Cho nên chúng ta phải có niềm tin. Đúng không? Cho dù mình có gặp ông Diêm Vương nữa mình cũng niệm Phật. Chỉ sợ là lúc đó chúng ta không niệm Phật được. Đúng không? Còn chúng ta niệm Phật được thì Phật cứu chúng ta. Đa Đúng không? Đúng không? phần là chúng ta gặp Diêm Vương ngày là rồi, cũng như là chúng ta là sống luôn. Đúng không? Đúng không? Ngày mà ông nhâm vương ông kêu là đưa vào ngục cái là bắt đầu là rồi luôn lúc đó phật là quên mất tiêu Đúng không? cho nên là mình mình muốn mà lúc đó niệm phật được thì ngay từ bây giờ chúng ta phải tập phải phải tập niệm phật lúc nào cũng phải câu phật hiệu ở trong tâm của mình đó không? cho dù chuyện gì mình cũng niệm phật Đúng không? ai chửi ai mắng thậm chí người ta đánh đập người ta xị nhục người ta lừa gạt tiền của mình mình cũng phải giữ câu phật hiểu. đúng không chuyện gì xảy ra cũng phải cắn chặt răng mà niệm không thì đến cái lúc mà chúng ta gặp tiền chúng ta mới niệm phật được còn bây giờ chúng ta mở chuyện nhỏ chúng ta đã tán loạn lên đâu không niệm phật nổi rồi thì lúc đó làm sao chúng ta niệm phật nổi đúng không mà chúng ta niệm phật nổi thì thì chúng ta làm phật làm sao rước chúng ta được mình niệm phật thì phật mới rước đúng không? cho dù 10 niệm Phật cũng được nhưng mà chúng ta phải niệm Phật mà chúng ta muốn lúc lâm chung niệm Phật thì ngay từ bây giờ chúng ta phải niệm Phật chúng ta đừng có cho dù chuyện gì đi nữa chúng ta cũng đừng có bỏ tu đừng bỏ pháp môn niệm Phật này bỏ gì thì bỏ nhưng mà pháp môn niệm Phật là không được bỏ tại vì chỉ có niệm Phật chúng ta mới vãng sanh và nếu như mà chúng ta tùy thêm chủ lăng nghiêm nữa thì chúng ta an toàn, chắc chắn, vạn sân. Vì chủ lăng nghiêm là cái áo giáp giúp chúng ta về cực lạc. Không những vạn sân mà vạn sân phẩm vị rất là cao. Vạn sân thường phẩm, thường phẩm thường sân. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, mình phải kiên trì. Đừng bỏ cuộc, thì chúng ta sẽ có phần. Giống như, giống như À, chúng ta đánh trần với đó Chỉ cần chúng ta không đầu hàng Thì chúng ta Sẽ có ngày chiến thắng Đúng không à. Cho dù mình thua nhưng mà mình đầu hàng Thì mình chưa thua đúng không à. Khi nào mình đầu hàng Thì mình mới thua đúng không Thì mình mới bị giặc nó Nó sai khiến mình nó Còn bây giờ mình mình gục cái nửa Nhưng mà chúng ta tiếp tục Thì chúng ta chưa thua Mà chưa thua thì có ngày thắng Đúng không cho nên làm sao đừng có bỏ cuộc Còn Nguyên Thái thấy sợ Người tu tiền đồ chúng ta Nhiều người tu nửa chừng là bỏ cuộc Giống như có một cái người Phật tử đó họ kể đó. Có cái vị đó ở Hà Nội Đang ăn chay niệm Phật ngon lành Đi qua Ấn Độ gặp cái ông thầy gì đó Nói xong về Không ăn chay nữa, không niệm Phật nữa Suốt ngày ngồi lim dim lim dim cho nên là người đó là Bỏ cuộc còn chúng ta kiên trì tới cùng một câu Một pháp môn niệm Phật này à, Mình bằng tới cùng Thì chắc chắn chúng ta sẽ có Ngày vạn sân Tây Phương Cực Lạc Nguyện cầu tam bảo gia hội Cho tất cả chúng ta Tinh tận tu tập để một đời này Chúng ta được vạn sân về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật à, Giờ này cũng hết giờ Mời quý vị chúng ta tập tay hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật tác đại chứng minh chúng con xin tri ân các ngài chư phật chư bồ tát các ngài hộ pháp nguyên thả xin tri ân cô giáo và tri ân tất cả quý vị phật tử đã lắng nghe chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau chào tạm biệt và hẹn gặp lại a di đà phật